Wow. Này ở Pháp nữa các bạn, giống như Pháp, ở Vegas. Vegas hay Pháp đây không biết, mà đẹp quá. Sony hình ảnh rất là đẹp. Prava XR OLED 4K UHD OLED TV. Mọi TV 77 inch để phòng khách. Oh, look at that. Đẹp quá. Một ngày trước Black Friday, Costco bán 65 inch mà 2.000 đô hiệu Samsung Q6 75 inch. Ok, hôm nay mình sẽ làm một clip 55 inch 700 đô. Những mặt hàng bán máy xay sinh tố 129 đồng. Giá thường 170 bớt 40 nha. Đó. Giá thường 200 bớt 50. Cái cây Christmas bản trình 23-25 đồng. Có loại cây dùng cho Christmas Poinsettia 19 đồng. Ruột đỏ. Ok, trở lại mặt hàng bán đồ điện tử nè các bạn. Samsung 200 đồng. Tablet 64GB. Giá thường 300 trừ 100 còn 200. 200 khoảng 3,5 triệu ha, tiền Việt Nam. Những cái Apple Bose QC 45 300 bớt 80 còn 219 đồng. Bose speaker 129 đồng. Nó giống như vậy. 129 đồng đó các bạn. GoPro action camera nè. Giá thường 439 đồng bớt 110 đồng còn 329 đồng. GoPro giống như vậy. Mình mua mình cầm cái mã cái này đi ra ngoài mình dùng cái scan mã số đó 439 đồng trừ 110 đồng còn 329 đồng. GoPro action camera. Mấy người mua thịt gà phải. Ok, TV speaker 200 đồng. Ngoài ra là những cái mặt hàng điện tử nha. Mặt hàng điện tử thì mình đi lâu một chút. 85 inch 2004 Samsung 85 inch 2004. Rẻ không? Giá thường nó là cái này không có bớt. Bên đây là Sony 77 inch
OLED XR77 model XR77A80CK 2007. Bên này là LG, Costco thì bán chỉ có mặt hàng chất lượng thôi. Đó, LG 1007 65 inch. 1007. Cái Sony Bravia OLED này, bây giờ trở lại cái Sony ha, cái này là 2500 thì là 77 inch. 4K. Cái này chơi là cũng 4K LG. Ở bên đây là bán tủ lạnh nè. Đẹp nè. Costco nền nè không? Đủ hiệu hết. Beauty Rest. Nó để cái mẫu cho mình coi. Nova Form, Silly, Sleepy Cyan. Đó. Bớt 800. Mấy cái tùy theo cái loại nào mình mua. Nó từ 21 cho tới 24. Mấy cái nền. Tủ lạnh. Tủ lạnh hiệu KitchenAid là hiệu tốt nha các bạn. Này là 4.400, không có bớt. Bếp. Những cái loại bếp khác nhau. KitchenAid là cái hiệu rất là tốt, cao cấp. Samsung Whirlpool. Cái giặt máy sấy Whirlpool. Máy giặt máy sấy GE Appliance. Thấp hơn một chút. Máy giặt 900 mấy, 5.4 cubic feet washer. Khá đẹp. Ở trong rất là sâu. Nếu mà mua thêm bảo hành thì mình mua, mình cho qua bên đây. Cái này thêm cái máy giặt nữa nè. GE Profile. Màu trắng, cái là màu đen, màu xanh, xanh đậm. Ok, front load washer là mình, thay vì mình bỏ vô trong, mình bỏ đây, nó gọi là front load. Các bạn, mình khóa lại không cho mấy nhỏ nó chui vô. Ô đây nè. 1.400. Ok, điều chỉnh nút không? Richie Bear. Hay là để ở ngoài nhà garage hoặc là kia đó, đổ rượu bia vào trong đây đó. Cái nhỏ nhỏ này cũng 300 đồng đó, 300 đồng. Trở lại TV. TV là một rừng TV nha các bạn. 65 inch thì 1.300. Xưa này cũng vậy, mấy TV nhỏ không. LG 1.600, 75 inch LG, không có bớt. LG 75 inch. Nếu mà mình mua bảo hành 35 đồng cho dưới 500 đồng, mua bảo hành là 35 đồng hoặc là 65 đồng hoặc là 900 đồng cho cái TV 5 năm. Cả là 5 năm là bảo hành. Có nghĩa là nó có vấn đề gì là mình mang lên trở lại, họ sẽ đổi cho mình cái mới, rất là đẹp. Dưới 2.000 là vẫn có cái tivi là rất là đẹp. LG 1.300, 65 inch. Người kéo xe này không mua tivi. Tivi nhỏ 50 inch 230. Hiệu này Hinson là cũng không tốt đâu, hiệu thường. Hinson là hiệu của Trung Quốc. Samsung với lại Sony, LG. Sony nè, này đẹp nè. Mấy cái này để phòng ngủ 4K, để phòng ngủ có 600 bạc nè, 599 đồng. Cái này lớn hơn chút, 65 inch, 1.500. Cái này cũng 4K nha các bạn. Sony đẹp nè, 600 đồng nè. 55 inch, để phòng ngủ là perfect. Mua thì mình cứ bỏ lên xe mình kéo đi, nó đóng thùng quá trời. Hôm nay là họ coi như là mua để mà cho Samsung, Sony,
Nope. 2007, 77 inch, 65 inch 2007. Sony thì rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp rồi các bạn. Này không biết ở đâu đây. Coi cuối năm coi đốt pháo bông các bạn. Sony nè, mà coi thích cái này để phòng khách nè. 77 inch 2007. Sony. Samsung 2004 rẻ được 300. 85 inch, còn kia 77 inch. Không, 77 inch. 2004, 85 inch. Đó, mình muốn coi thử thì mình bấm đây. Bấm thử nè, là coi đi. Ồ, chiếu luôn nè. Coi thử đây coi. Introducing the QN85BD Neo QLED 4K. Quảng cáo luôn. Behind the screen is an impressive light array called the Quantum Matrix with mini LEDs that unleashes a billion colors with ultra-fine precision for intense contrast. Scene by scene, the Neo Quantum Processor 4K uses deep learning to analyze your content and optimize it to full 4K. Optimize, còn chơi game nữa, cứu xe nữa. 120Hz, thanks to Motion Accelerator Turbo Plus. The AI processor also optimizes the sound and drives the smart TV by Tizen operating system for incredible enjoyment of your favorite streaming shows. Chắc bạn mà mua để phòng khách TV mà dưới 3.000 đô rồi là rất là đẹp. 85 inch Samsung. Object Tracking Sound Plus, where four main channels, two subs and two surround channels, all the same watts, fill your room with sound. Coi mấy phim coi như là nó surround luôn, nó surround giống như trong đi coi cine đó. Samsung Neo QLED. Đây nữa nè. Cái này thì thường thôi, để phòng ngủ này kia nó các bạn. 500 bạc luôn, bạn để phòng ngủ cho mấy đứa bé nó chơi game. Bên kia là máy giặt máy sấy. Đây. Samsung. Này có 200. Ồ, cái này cái sound spa 229 đồng. Wow. 479 mà sound spa bớt còn. Đây nữa bạn. Phải thử nè. Nghe coi có nghe gì không. Sound spa hiệu Samsung Q67CB 229 đồng. Mở không mở thử, có nhiều chỗ mình mở thử mình nghe đó các bạn. Ok, tiếp tục mình trở lại đây. TV. Wow, cái này hiệu gì đây mà có 1000 đồng à. Từ ngày 14 tới ngày 28 là tính tiền Việt Nam chừng 20 triệu, 25 triệu hả, 20 triệu hả. Đó, 1000 đô à. Từ ngày mấy tới ngày mấy đó. Hiệu này không biết hiệu gì đây. Ồ, cũng Sony hả. Đó, LG. Ồ, này là LG 86 inch 4K. LG là cũng Korea. Còn Samsung là cũng Korea luôn. Các bạn thấy TV hả? Michael thích TV tại vì nó rất là đẹp và thông minh mà để phòng khách. Sony nè, 2000 đô à. Wow. Sony 2000 đô. 2500, 2700. Bên đây mình thấy ông này ông đẩy xe rồi các bạn. Ông mua cái Samsung Crystal. Đó. Đó, ông tự ông gồ, ông kéo, ông đẩy ra 4 series 75 inch Crystal. Chromebook, tablet, iPad. Ô, cái này iPad là của Apple luôn nha các bạn. Apple.
lúc trước lúc mới đầu tiên Apple không có liên kết với lại Costco, hiện giờ họ liên kết với Costco, thấy không? iPad này là iPad mini, iPad giá cũng mấy trăm thôi, rất rẻ. Mấy cái đồ đeo lỗ tai nè, Apple TV, iPad, phone 14 Pro, 14 Pro Max 128 là 1.269 đồng. 14 Pro 128 1.169 đồng. Unlock, mình có để đi du lịch này kia mình phải unlock. Cho mình lock đó thì là một cái hãng nào nó quản lý cái điện thoại của mình. iWatch 400 đồng thôi. Intel Evo, ok, quảng cáo mấy cái notebook hả các bạn ha, mấy cái notebook chip Intel của hiệu Asus, cũng có mấy trăm bạc thôi, nhỏ nhỏ thôi. Đó, LG, 1.5 inch, 17 inch, màn hình 17 inch, màn hình nhỏ nhỏ này, 10 Intel nè. Microsoft, Intel nữa nè không? Các bạn mà có thân nhân ở Mỹ, các bạn mua sách về, thích model nào, các bạn vô trong cái Costco.com. Đó, các bạn vô Costco.wholesale.com, các bạn lấy cái model xuống, người nhà sách về cho các bạn Tết. Các bạn thấy không? Coi như là mấy cái nhỏ nhỏ này mình xách về được. Đây là thêm notebook nữa của Microsoft. Mấy cái này thì thường thôi, 14 inch nhỏ nhỏ thôi. Đó, notebook dưới 1.000 đô, thật đẹp. Camera nhà Apple, màn hình computer luôn. iMac 27 inch 1.750. Apple Care mua thêm, nếu mà mua bảo hành thêm 135 đồng. Cái này là mini, bảo hành thêm 80 607. Cái gì đây? iMac nè, 8 core CPU. IMAX này để mà mấy người họ làm media rất đẹp nha các bạn. Nói chung là làm về YouTube hoặc là làm về hình ảnh báo chí. Yeah. MacBook Pro 2000. Không có stock, out stock thì giờ không có. Phải họ mình có thể mua với giá này nhưng mà chừng 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 1 3 tuần mình trở lại mình lấy, họ có mà lấy cái receipt họ trả ngày hôm nay là mình rồi. Cái này là iPad, hồi nãy mấy cô có nói là mấy cái iPad Pro, đồng hồ. Đó, mấy người này cũng đang mua đồng hồ, mấy cái earbud, iPhone 14 Pro. Đây là cái xong là mình có vấn đề gì mình mua bảo hành thêm. Đây nè, information bảo hành thêm đó các bạn. Đăng ký mua technical hoặc là cần technical support kỹ thuật chỉ cho mình thêm. Được không? Rồi. Lễ lạc thì rượu đỏ. Đó, 17 đồng một chai các bạn, uống mệt xỉu luôn. Này rượu đỏ của Mỹ. Rượu đỏ của Mỹ. Đủ loại hết. Từ mười mấy đồng cũng có, mấy loại sàng xoàng cũng dưới 10 đồng cũng có. Đó, còn người ta xếp hàng rồi các bạn. Đó, xếp hàng trả tiền nè. Đó, thấy không? Quá trời luôn. Hôm nay là ngày, coi như là họ mua,
đầu đồ ở trang hoàng, đồ gift cho Christmas này kia họ bán rồi đó các bạn thấy không? Đó, rượu đỏ đi chừng 10 đồng một chai uống cũng khá ngon. Điều này là của Pháp, San Luis Obispo, là của Mỹ luôn, họ đóng chai ở Mỹ luôn, ở trên cách chỗ Los Angeles, Little Saigon nha, là khoảng chừng 2 tiếng 3 tiếng, nó có rất nhiều những cái xưởng làm rượu đỏ nha các bạn. Ok, đây như là cái này là mình quên chưa chiếu. Lenovo là của HP luôn, có 1.100 thôi, giá thường 1.400 bớt 300 cho tới ngày 28 tháng 11. Đó, notebook nè các bạn, notebook Lenovo là của IBM, Lenovo của IBM, Lenovo Pro X 1.300 làm việc perfect luôn, trừ 300 lễ thì họ trừ những cái này họ trừ thêm nữa, thấy không, họ trừ đi 300. Instant saving là ra mình tính tiền họ trừ, thay vì 1.600 thì còn 1.200 thôi, 1.300 thôi, thay vì 1.600 trừ 300 còn 1.300. Đó, bên đây là bán đồ Noel Christmas, là nguyên cái nhà kho nha các bạn. Nếu mà mình đi vô đây mình phải đi giày, nếu như giày để đi bộ, đi cho nó đỡ mỏi chân. Camera gắn ở nhà, những cái bộ như vậy nó từ 300 mấy, hôm nay nó bớt có 120 đô. Hiệu Ring rất tốt, nhiều người xài. Nhà có thảm hoặc là không có thảm, họ dùng những cái máy này họ hút 200 đô thôi. Camera, nói tôi đi thật lệ nha. Camera, mấy cái speaker, loa Sony 100 đô, Bluetooth. Đồng hồ. Nó có những cái nhà kho nó bán đồ sỉ nè, giá rẻ hơn ở ngoài nhiều nha các bạn, khoảng chừng 30% rẻ hơn các bạn ở ngoài. Và đôi khi mà lễ như vậy họ thỉnh thoảng họ có những cái khuyến mãi đó. Direct TV. Đó, mày coi đi như đây thật lệ. Loa speaker hiệu JBL nè. JBL 900 đồng. Mấy cái speaker này xuất từ Việt Nam cho mấy bạn là thích lắm. Sound bar hiệu Bose mà nghe nhạc bây giờ đó chừng 100 mấy thôi. Mấy cái loa kéo đi vòng vòng trong nhà nghe, ở Việt Nam mấy người mà họ bán từ hàng rong đó, họ cần mấy cái máy này nè, mở từ điện thoại nghe nhạc là bá cháy luôn, 100 đô đó các bạn. Ok rồi, trở lại hồi nãy mình đang đi đây, có mấy cái tủ lạnh để rượu nè, để rượu đỏ nè, rượu trắng này chứ, rượu trắng mình bỏ đây, đây nè, đó để rượu 200 mấy để ngoài đằng sau nhà mình. Giường ok, mấy cái giường này các bạn, duty rest 100 đồng. Tết thì nhà họ hay để mấy cái cây này nha các bạn, cây màu đỏ nè, Tết Noel thì đúng hơn giờ Giáng sinh đó. Trang hoàng nhà bằng cây màu đỏ, nó gọi là poinsettia, bằng đỏ nè, nó bán cho 10 mấy đồng một cây thôi, 18 đồng một cây, cao cũng đẹp, họ mua họ trưng bày xung quanh nhà. Rồi đi tiếp đây, mấy cái đồ treo tivi, mấy cái máy sạc điện thoại, nó ra hoài, mỗi 3 tháng nó có ra mấy cái mới đó các bạn. Máy in, mực in, máy in, mấy cái hard drive, Seagate hard drive, mình giữ lưu lại các bạn, 60 đô thôi, 2 TB, Seagate, 5 TB rồi thêm 20 nữa, thêm 30 nữa, 90, 5 TB. 2 TB là 60 thôi. Ok. Đây, TV. Những người họ mua TV, mua điện thoại, iPhone, có nhiều hãng khác nhau. Nó có những cái chương trình. Cái hồi nãy là iPhone mình mua, mình tự mua về, mình muốn xài sao xài.
Còn đây là mình vô mình mở, ở đây thì họ bớt cho mình tiền này kia. Đó, thì từng hãng khác nhau, Verizon ở Mỹ nó có là Verizon, AT&T với T-Mobile. Đó, những cái hãng này là mình mua nó có những cái chương trình. Nó có những chương trình đó các bạn không? Đây là nguồn bán. Bên đây là bán đồ Noel. Bên đây bán đồ Noel. Hôm nay mọi người tấp nập đi mua các bạn thấy không? Đồ sưởi mua dùng ở nhà. Này kia. Mọi người thì mua bia. Đồ Christmas này, Noel này. Còn thấy không? Đồ Christmas. Noel. Thường thường mấy cái mùa này họ mua, họ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh cuối năm, tặng người này tặng người kia, các bạn biết không? Đó, đồ đánh răng nè, 50 đồng mấy cái đồ đánh răng. Đánh răng như vậy. Đó. 50 đô là những cái đầu răng, đồ đánh răng thôi, nguyên có máy luôn thì là 6-70. Có máy luôn là 70, nó giống như vậy đó các bạn. Bỏ vô nó máy rung nó chạy lên. Vali đánh răng kính à, mười mấy đồng mà tới ok. Kính đọc sách 14 đồng. Rồi, giờ mấy cô đi lẹ qua bên đây là mấy chỗ mà họ bán đồ mua quà. Hoặc là đi tập từ nhà là chứ. Đó, nó chia ra từng hàng một đó các bạn. Đó, cái đồ tắm, đồ áo này kia nè, áo jacket này kia nè, 20 đô thôi. Áo jacket, cái áo này cũng 20 đô rồi, cũng khá đẹp. May ở Việt Nam có nha các bạn, mấy cái áo quần áo này họ may ở Việt Nam cũng có. Hay trong đây là bán hàng ăn, rượu đỏ, rượu đỏ, rồi trái cây, rau, trái cây tươi, trái cây tươi các bạn, đó, trái cây tươi, rượu đỏ thì quá trời các bạn thấy không? Trong đây nữa nè, từ trong đó rượu nặng luôn, trái cây. Nho 3 pound 6 đồng. Bánh, bánh kem làm sẵn luôn, Happy Thanksgiving làm sẵn luôn. Pumpkin pie. Mấy cái pumpkin pie này ăn cũng cái pumpkin, cái bí đỏ đó các bạn, họ thành làm thành vậy nè. Pumpkin pie 6 đồng một trái. Đó, hôm nay coi như là quá trời bánh nè. Thanksgiving các bạn không? Thấy bánh không? Bánh apple pie nè, cũng rẻ thôi. À, bánh apple pie nè. Bánh pecan nè, pecan pie nè. Mua các bạn ha. Apple pie, pecan pie. Bánh pecan pie, pecan pie nè. Bánh này cũng ăn cũng khá ngon. Thường thường họ ăn gà tây, ăn ham xong rồi họ ăn thêm. Wow, các bạn thấy không? Hôm nay là thịt thà trong đây đâu. Một cái nhà kho họ bán nè. Thịt quá trời thịt nè. Đó, trong kia họ làm trong họ làm đóng bao nhiêu các bạn thấy không? Cắt thịt họ xếp nè đó.
Đó, họ ở đây họ mua thịt giờ họ ăn miếng là họ ăn, bạn bè tới. Đó, bên đây cũng thịt luôn. Con sòi. Wow, thật là đông. Là bánh à. Costco những ngày cuối năm. Bánh xong. Những cái tôm làm sẵn đó các bạn. Mua về mình ăn thôi. Cuối năm mà ăn uống vậy đó các bạn thấy không? Họ làm sẵn cũng tiện lắm, từng khay một. Từng khay salad, bánh mì. Rip sườn về nướng vô ăn. Một khay về là có chừng hai mấy đồng thôi. Nguyên đống nè các bạn, nguyên đống là hơn mấy đồng, 5 đồng, 7 đồng tính theo cân. Mua sẵn sandwich bán 40 các bạn, mà bánh mì sandwich, bánh nhất của salad, soup, trong đây trứng lạnh á, trứng với lại sữa này kia các bạn không? Các bạn thấy rộng không? Costco. Rồi, đi qua bên đây. Đi qua bên đây là trước đây họ bán những đồ dùng thường ngày, dĩa giấy, rượu, nho. Đó. Apple cider là những thứ mà họ mấy người họ không uống có rượu, có chất rượu, chất bia đó thì họ uống cái apple cider ha các bạn ha. Đây là những thức ăn mà bỏ tủ lạnh để được lâu. Họ bán trong đó. Bánh cookie. Giờ họ cũng bán đồ Christmas rồi nha các bạn. Bán đồ nữa. Chocolate này, đồ Christmas này kia đó. Godiva chocolate này. Đó, nãy nay cô đi bên kia, đi vòng lại đây các bạn không? Đi ra đó. Những cái mọi người ai nấy đều hấp tấp mua đồ, tại vì ngày mai là cái ngày mà họ gia đình, tất cả gia đình họ ăn uống đó các bạn không? Những cái con turkey, để mình coi những con turkey nha. Con nít chỉ ngồi xe các bạn thấy không? Đồ trong đây nó căn bản, ấm áp, chất lượng mà cũng rẻ. Christmas nữa các bạn. Bánh kẹo. Bánh kẹo đó mà cho nên từ lúc mà Costco có mặt ở thị trường Mỹ là nhiều cửa hàng tiệm bán lẻ chết, tại vì họ bán chất lượng cao, giá rẻ. Thay trả đổi mà cũng rất là dễ. Đó, các bạn thấy không? Thịt họ mua về đủ loại thịt nha các bạn. Này giống như thịt bò, thịt gà, heo, cừu, cá nè, cá salmon nè. Salmon. Đó, một cái như vậy khoảng 20 đô các bạn thấy không?
đủ loại cá nè. Cá này thì là salmon luôn, 40 mấy đồng, 44 đồng một khay. Một khay 3.8 phao, 3.4, 3.4, 3.4 phao một khay salmon. Mùi là con gì? Beef, bò. Beef. Còn đây bắn cua, càng cua các bạn. Càng cua nè, 98 đồng đóng cua nè, những cái càng cua nè các bạn, 98 đồng. Mua trước ngày 29 phải xài để lâu không có tươi. 4-7 phao. Tôm 71 đồng. Cold water lobster tail, đuôi của con lobster là con tôm hùm. Còn tôm thường thì khoảng trên 1 khay như vậy, khoảng trên 30 đô 1 khay. 1 khay như vậy đó nó khoảng trên 3 phao, 30 đô. Nó tính theo phao nha các bạn, 1 phao là 10 đồng. Tôm tươi tính sẵn luôn rồi, 20 đô. Bán trước ngày 1 tháng 12 nó còn tươi. Bây giờ cá nè, rockfish. Cá nè, gần 5 phao, 4.52 phao, 27 phao, 27 đô. Nó có thích cá đỏ nè, 23 đồng, 2 phao mấy nè. Steelhead fillet, bán từng khay nè. Thấy không? Đây bán nguyên con luôn. Có cái bán nguyên con đó, nguyên con là 10 mấy con nè. 18 đồng, cái này rẻ. Tilapia, 6 con. 6 con, 5 phao. Khá nặng, 5 phao. Đó, nó tính theo phao nó bán nha các bạn. 17 đồng, 18 đồng. 16 đồng nhỏ hơn chút. Con cá này cũng 15 đồng mấy con. 1 2 3 4 5 4 con, 2 3 4 4 con. 3.6 phao, 15 đồng, 14 đồng mấy chục xem. Không biết cá gì đây. Đó, thì là cá. Sườn heo 3 đồng 49 sen một phao. Ai nấy cũng bận biểu lo lừa thôi. Mình quay thì mình cứ quay các bạn, không ai nói gì hết. Này 9 phao. Bò, sườn bò, steak. Không, hôm nay là rất là đông. Rồi. Các bạn thấy không? Mấy cái này là mùa lễ họ uống rượu đỏ nguyên bừng. Chào bà, 30 đô là nguyên chai nè các bạn thấy không? Uống mệt xỉu luôn. Cái kính của Michael nè. Ok. Rượu đỏ red. Hoặc là uống eggnog 11 đồng nguyên chai luôn. Eggnog là nhầy. Nguyên chai luôn các bạn. Eggnog uống. Nó có hơi có liqueur trong đó, nó hơi cái mùi cinnamon trong đó, mùi quế chi đó. Dạ, nó cũng có chút rượu trong đó. Đó. Cái đồ gift Christmas đó các bạn. Có nhiều mấy người họ cho ăn thử để bán đồ đó các bạn. Đó.
Sau khi mua xong ra đây trả đồ hoặc là mình đi ra mình họ sẽ kiểm hàng của mình hết các bạn ha, không có bỏ bao gì hết. Phía ngoài Costco mình có thể ngồi ăn trưa đây các bạn, họ bán mấy cái đồ ăn đơn giản thôi, mấy bánh ngọt gì kia, hot dog, nước. Cảm ơn các bạn đã đến với Michael Huỳnh Official 2022 channel một lần nữa. Xin các bạn bấm like, share và subscribe để Michael có thêm động lực làm những cái video khác tương tự như vậy hoặc hay hơn. Xin comment phía dưới nếu các bạn muốn xem bất cứ một cái đề tài nào cuộc sống Mỹ đời thường, Mỹ Việt đời thường, Michael sẽ ráng review và làm theo số nhiều.